Có một người phụ nữ, bà gọi cho nhà thờ của mình. Bà nói rằng tôi cần một bài hát, mục sư cho tôi một bài hát để mà tôi có thể mở trong gia đình của mình trong dịp Giáng sinh, để có cái không khí Giáng sinh. Mục sư đưa tên những bài hát, nào là Hark the Herald Angels Sing, có nghĩa là thiên sứ báo tin, hoặc là It Came Upon a Midnight Clear, có nghĩa là thiên sứ báo tin về giữa đêm khuya, con trời hạ mình, vân vân, tất cả những điều đó. Ông mục sư đưa bài nào lên là người đàn bà nói bài này nó mang cái tính chất thần học nhiều quá mục sư. Ông mục sư mới nói với người đàn bà, dĩ nhiên nhạc Giáng sinh thì phải có yếu tố thần học ở trong đó chứ. Nhưng mà quý vị biết không, nhạc Giáng sinh bây giờ đó là thay bằng cái gì? Có thể là Rudolph the gì? Rudolph the Red-Nosed Reindeer, có là con tuần lộc, cái cái mũi màu đỏ. Rồi You Better Watch Out, You Better Not Cry. Tại sao? Santa Claus is coming to town. Không có chút xíu nào Chúa trong đó hết. Gì nữa? Bây giờ giới trẻ có cái bài All I Want for Christmas is what? Is you. Đúng, bạn chị em thấy không? Dần dần không còn cái gì trong đó. Nhưng thưa quý vị, đã từng có một thời, không lâu lắm đâu, Giáng sinh là một cái gì đó thuộc về đạo của Chúa, chưa bị vẩn đục bởi thế giới bên ngoài. Nói tới Giáng sinh là phải hiểu tới đạo, nói tới Giáng sinh là phải nhớ tới Chúa, nói tới Giáng sinh là Đức Chúa Giêsu, chứ không có ông già Noel, không có con tuần lộc, không có những bộ quần áo. They don't need that. Giáng sinh là đạo của Chúa. Đó là cái tư tưởng mà chúng ta phải luôn luôn nhớ, thưa ông bạn chị em. Nếu hôm nay có ai hỏi ông bạn chị em Giáng sinh là gì, quý vị nói làm sao? Anh là người theo đạo, tôi nghe nói anh là người theo đạo, vậy Giáng sinh có nghĩa là gì? Thì bạn cho em nói làm sao? Chúa giáng trần. Rồi gì nữa? Chúa giáng trần để làm người. Chúa giáng trần. Gì nữa bạn cho em? Quý vị có thể nói rất nhiều điều. Quý vị có thể nói rằng Giáng sinh là một hành động của Đức Chúa Trời đến viếng thăm loài người qua con của Ngài là Đức Chúa Giêsu. Quý vị có thể nói rằng Giáng sinh là một cái dịp để tôi nhớ lại Chúa Cứu Thế Giêsu đã vì yêu thương loài người mà lên thập tự giá, đã giáng thế làm người. Giáng sinh là hình ảnh của ông Joseph và bà Mary cùng hài nhi Giêsu nhỏ bé trong chuồng lừa máng chiên. Quý vị nói cái gì cũng được, nhưng buổi tối hôm nay tôi muốn bạn cho em hiểu một câu thôi. Ở trong cái ý nghĩa, một trong những ý nghĩa quan trọng nhất của lễ Giáng sinh, hãy biết đó là gì. Nói tới Giáng sinh của Cơ Đốc giáo thì đây là cái sứ điệp. Giáng sinh để nói cho chúng ta biết rằng chúng ta được Đức Chúa Trời tiếp nhận bởi ân điển của Ngài. Chúng ta được Đức Chúa Trời tiếp nhận vào gia đình của Ngài nhờ vào ân điển của chính Ngài. Đó là cái lý do tại sao có Giáng sinh. Quý vị, chúng ta tôi sẽ nói thêm nhiều, nhưng mà cái ý chính là như thế này. Đức Chúa Giêsu giáng thế, chúng ta dừng lại ở đó chưa đủ. C.S. Lewis ông nói rằng đừng nói rằng Giáng sinh chỉ là Đức Chúa Giêsu giáng thế. Giáng sinh có nghĩa là Đức Chúa Giêsu đang từ Chúa, đang là Chúa mà giáng thế để làm người. Và chẳng những là làm người mà còn phải mang tất cả tội lỗi của con người đặt lên trên vai của mình. Thì đó là ý nghĩa của sự Giáng sinh. Và tại sao Chúa phải làm như vậy? Chúa làm như vậy để cứu con cái của Ngài, cứu ông bạn chị em và cứu tôi, là những con người được trời tạo ra nhưng mà ở dưới ách của tội lỗi, đi vào chỗ hư nát, không có sự sống đời đời. Đức Chúa Giêsu đã đến trần gian để mang hết tội lỗi và sự chết đó của chúng ta, trả một lần là đủ hết ở trên thập tự giá, để cho hầu cho hễ ai tin Chúa, sống theo đường lối của Chúa sẽ không cần phải chết đời đời. Cái đó là cái đầy đủ. Nhưng mà chúng ta có thể hiểu ngắn gọn hơn là Đức Chúa Trời yêu bạn, Đức Chúa Trời chấp nhận bạn, và Đức Chúa Trời muốn có một sự thông công với bạn. Ai hỏi mình Giáng sinh bên đạo anh có nghĩa là gì? Nói à, tôi nói cho anh biết, Giáng sinh bên đạo tôi có nghĩa là Chúa thương chúng ta rất nhiều. Chúa chết
Chúa đến để chết cho chúng ta, và Chúa luôn muốn có một sự thông công với chúng ta. Mời quý vị mở ra Matthew đoạn số 1. Gia phả của Đức Chúa Giêsu. Gia phổ Đức Chúa Giêsu, con cháu David và con cháu Abraham. Nếu chúng ta cần phải viết về Chúa Giêsu một cái gia phả thì tôi nghĩ rằng chúng ta dừng ở chỗ Chúa Giêsu là con của vua David và là cháu của Abraham là đủ rồi. Tại vì đối với người Do Thái, Abraham là một nhân vật lớn nhất, vua David là nhân vật lớn thứ nhì, đủ rồi. Quý vị đã từng nghe tôi giảng rồi, bốn sách phúc âm của Chúa, sách Giăng được viết cho những người không phải gọi là first witness, có nghĩa là những người mà họ nghe về đạo của Chúa khi mà thời của các sứ đồ còn có một mình ông Giăng còn sống thôi. Đa số những người mà trực tiếp nhìn thấy Chúa làm phép lạ, hóa bánh vân vân, họ chết hết trơn rồi. Cho nên trong sách Giăng, quý vị không thấy một chỗ nào Đức Chúa Giêsu làm phép lạ mà chạm hết trơn đó. Đức Chúa Giêsu chỉ phán ở trong sách Giăng, chỉ phán và phán thôi. Ông Giăng muốn nói lên một điều, Chúa không có mặt ở đây nhưng mà lời Chúa cũng quan trọng như là Chúa. Và sách Giăng được viết ra để làm gì bạn chị em biết không? Để chứng minh rằng Đức Chúa Giêsu chính là Đức Chúa Trời. Đó là mục đích của sách Giăng. Nhưng mà cũng trong chính sách đó, rất nhiều người chống Chúa Giêsu lấy những câu chích ngang ra để chống ngược Chúa Giêsu. Nhưng mà tôi chỉ nói ngắn gọn, sách Giăng là sách được viết ra để chứng minh cho những người không được trực tiếp gặp Chúa rằng Đức Chúa Giêsu chính là Đức Chúa Trời. Sách Mác được viết ra để cho người La Mã đọc. Người La Mã nó rất là hung bạo, nhưng mà họ rất sợ thần thánh mà uy nghi mạnh. Cho nên trong sách Mác đó, hết phép lạ này tới phép lạ khác, liên tục các phép lạ, không có nói nhiều những sự dạy dỗ của Đức Chúa Giêsu. Phép lạ. Đó là sách Mác. Sách Luca được viết cho người ngoại, những người không hề có gốc Do Thái, những người nghe về Chúa nhưng mà là một người sắc tộc khác. Cho nên quý vị thấy trong sách Luca, cái gia phả của Đức Chúa Giêsu đó, thì bác sĩ Luca cố tình chỉ ra rằng Đức Chúa Giêsu là con cháu của Adam. Tại vì Chúa Giêsu là con cháu của Adam, có nghĩa là những người ngoại cũng thuộc về dòng dõi của Đức Chúa Giêsu là anh em với Đức Chúa Giêsu. Ông muốn chứng minh điều đó. Còn sách Matthew được viết cho người Do Thái, là những người có lẽ thật của Đức Chúa Trời, có năm sách của Môi-se, ngũ kinh đó, họ có, là những người có lời hứa, Chúa đã hứa rằng dòng tôi tớ của Chúa, Đấng Mê-si sẽ ra từ dòng dõi của vua David. Và họ có cái lời hứa đó, họ có hệ thống đền thánh, họ có hệ thống dân con sinh tế, họ có tất cả những gì mà lẽ ra khi mà Chúa vừa xuất hiện là họ phải biết đây là Đấng Mê-si liền. Nhưng mà dầu rằng có tất cả những điều đó, họ không hề nhận biết Đức Chúa Giêsu. Thì sách Matthew được viết cho họ, chính vì thế mà ông Matthew đó, ông phải khẳng định rằng Chúa Giêsu là con vua David. Tại vì người Do Thái sợ nhất là vua, xin lỗi, người Do Thái sợ nhất, tôn kính nhất là Abraham, kế đến là vua David. Lá cờ của người Do Thái có ngôi sao của vua David ở trên đó. Bởi vì ông Matthew muốn chứng minh cho người Do Thái rằng Chúa Giêsu này chính là vua mà các ngươi đang chờ đợi, chính là Đấng Mê-si mà các ngươi đang chờ đợi. Rồi, chúng ta sẽ chỉ ra trong cái gia phả này những cái điều rất đặc biệt như sau. Abraham sanh Isaac, đúng chưa bạn chị em? Isaac sanh Jacob, Jacob sanh Judah và anh em người. Judah bởi Thama sanh Phare và Sarah, Phare sanh Edrom, Edrom sanh Aram, Aram sanh Aminadab, Aminadab sanh Naasson, Naasson sanh Salmon, Salmon bởi Rahab sanh Boo, Boo bởi Ruter sanh Obed, Obed bởi Jesse, Jesse là Jesse trong tiếng Anh đó, là cha của vua David, Jesse hay là Jesse sanh vua David. Rồi quý vị đọc tiếp xuống dưới, vua David bởi vợ của Uri sanh Salomon. Quý vị cứ đọc tiếp một hồi đến câu số 17. Như vậy, từ Abraham cho đến David hết thảy có 14 đời. Từ David cho đến khi bị đày qua nước Babylon cũng có 14 đời. Và từ khi bị đày qua nước Babylon cho đến khi Đấng Christ lại cũng có 14 đời. Như vậy, quý vị thấy một cái gia phả, và tối hôm nay chúng ta chỉ học cái gia phả này thôi. Có cái điều gì ở trong cái gia phả tên này qua tên kia qua tên nọ mà chúng ta cần phải học? Thưa quý bạn chị em,
Ông bạn cho em có bao giờ buồn, xin lỗi không nói buồn, có bao giờ ông bạn cho em ao ước được nằm trong một cái danh sách nào đó không? Không. Không. Thưa bạn cho em, khi một người đi học một trường tuyển có thể 40.000 người thi, 40.000 thí sinh đi thi, đôi khi trường chỉ tuyển chừng 1 đến 2.000 học sinh thôi. Cháu của một sư gia đổ vào trường đại học Yale mới đây, 40.000 thí sinh, nó chỉ lấy 2.000 thôi. Như vậy nếu quý vị là người gọi là giũa mài kinh sử đó, quý vị có ao ước nằm trong danh sách 2.000 đó không? Có không bạn chị em? Có chứ. Có chứ. San Jose đã đóng chương trình housing rồi. Nhưng mà giả sử năm tới nó mở chương trình housing ra, quý vị có mong được nằm trong danh sách 100 hộ đầu tiên không? Có không? Quý vị nói tôi đâu cần, thì tôi ở với con tôi sướng gần chết. Thưa bạn chị em, nhưng mà quý vị, ở trong đời này đó, có những cái danh sách mình rất muốn được lọt ở trong đó. Quý vị nói chơi cho vui, có bao giờ từng ao ước mình cũng được nằm ở một chữ thôi ở trong cái danh sách của Hebrew đoạn 11 không? Ước ao lắm không bạn chị em? Lọt có chữ T vô thôi tôi cũng mừng nữa, chứ đừng có nói lọt hết cái tên tôi vô trong đó. Và tôi nói với bà Nguyễn Lệ Chi một lần, bà chấp sự trưởng, tôi tìm thấy tên của bà Lệ Chi trong Kinh Thánh. Có trong đó đó. Bà anh chị em, có những cái danh sách nếu mình thấy mình trong đó mình rất là vui, vui lắm. Danh sách lãnh quà cuối năm, danh sách thi đậu đại học. Nhưng mà có những danh sách mình thấy mình trong đó mình rất là buồn. Có thể nói một trong những cảm giác mà con người sợ nhất đó là cảm giác bị hất hủi. Khi quý ông bạn cho em mở cái gia phả của gia đình ra đó, ông bạn cho em thấy tên tất cả Đông Tây Nam Bắc, tìm hoài, lấy cái kính lúp phóng to lên cũng không thấy tên của mình đâu hết trơn á trời. Thưa ông bạn cho em, bị bỏ ra khỏi một danh sách đó là một cái cảm giác rất buồn. Có phải không thưa quý vị? Nếu là mình lẽ ra phải được nằm ở trong đó, nhưng mà bởi vì mình đã từng làm một cái gì đó, hay là đã từng sai phạm gì đó, hay là cái gì đó mà mình bị bỏ ra, thì mình buồn dữ lắm. Hoặc là nếu mình là một người không làm cái gì sai, người ta không bỏ mình vô, thì mình buồn, không phải buồn mình mà mình buồn người, buồn người ta. Nó đủ thứ lý do. Cái cảm giác mà mình bị bỏ ra ngoài là một cái cảm giác rất khó chấp nhận. Ở trong sách Ezra, thưa quý vị, ở trong sách Ezra đoạn 2, sách Ezra đoạn 2, câu số 61-62, ai có trước thì đọc giùm tôi. Đoạn 2, câu 61-62. Ở đây quý vị thấy những người, câu 62, những người đó tìm gia phổ không thấy tên mình, đúng chưa? Nhưng tìm không đặng nên người ta kể họ là ô uế và họ bị đuổi khỏi chức thầy tế lễ. Chính vì thế cái gia phả trong người Do Thái nó quan trọng dữ lắm. Quý vị hãy tưởng tượng xem, quý vị đọc cái gia phả của Đức Chúa Giê-xu, quý vị sẽ thấy rằng có một số người được để vào, còn có một số người bị ném đi chỗ khác mất tiêu rồi. Lẽ ra những người đó phải là những người đúng nằm ở những vị trí đó, nhưng mà Kinh Thánh cố tình không lấy tên họ mà lấy tên người khác thế vô. Tôi sẽ nói tới những cái điều đó thưa bạn chị em. Vua Herod vào thời của Chúa đó, ông ta ra lệnh đem đốt hết gia phả của người Do Thái. Quý vị biết tại sao không? Herod là vua chư hầu. Nói cách khác, Herod là người Do Thái để làm vua ở dưới chế độ của La Mã, nhưng mà là vua chư hầu. Nhưng mà Herod bị người Do Thái coi như là đứa con ngoại tình vậy đó. Bởi vì Herod chỉ có một nửa Do Thái, còn một nửa là người ngoại, có dòng dõi của người Edom. Cho nên ông rất là, khi mà mình có một cái gia phả như vậy, người ta xem thường mình, ông rất là muốn xóa đi cái quá khứ đó. Ông muốn đem đốt đi để cho đừng có ai nhớ tới ông là một người ngoại, phải nhớ ông là một người vua Do Thái, tôn trọng ông hoàn toàn. Đó là cái sự quan trọng của gia phả. Bây giờ nếu quý vị để ý từ câu số 17 đến câu số 17 thôi thì thấy điều này. Từ Abraham cho đến David hết thảy có 14 đời. Đúng chưa bạn chị em? Từ David cho đến khi bị đày qua nước Babylon
có 14 đời. Và từ khi bị đày qua nước Babylon cho đến Đức Chúa Giêsu Christ lại cũng có 14 đời. Như vậy là số 14, 14 và 14. Tôi xin hỏi bạn chị em, Matthew làm nghề gì? Ông là một kế toán phải không? Một người thâu thuế. Nhưng mà ông cũng là một người giỏi con số. Ông là một người tính toán. Nếu mà ngang chức vụ bây giờ coi như là kế toán hay là làm cho sở thuế vụ vậy, thì ông là một cái người rất là giỏi sắp xếp. Thật sự ra từ khi, không phải là từ khi bị Babylon dời về cho đến khi có đấng Christ là 14 đời mà là 17 đời. Nhưng mà Matthew đã cố tình không, đã bỏ bớt những cái râu ria để làm sao cái gia phả nó có cái số đẹp 14, 14 và 14. Thưa quý vị, ở chỗ này, từ Aben đến David, ông chia là từ Aben đến David, từ David tới khi bị đi lưu đày và từ khi bị lưu đày cho đến Đức Chúa Giêsu. Thưa quý vị, tại sao làm như vậy? Ông cố tình làm 14, 14, 14 như vậy là bởi vì thời đó có nhiều người người ta thuộc lòng gia phả. Người ta muốn học thuộc lòng gia phả thì nó dễ nhớ, dễ thuộc lòng. Nhưng mà nó cũng có những lý do khác. Ở trong tiếng Hebrew đó, mỗi một chữ cái nó tượng trưng cho một con số. Nó giống như quý vị lấy chữ A, B, C, D và quý vị đánh dấu dưới 1, 2, 3, 4. Thì cái bảng chữ cái của tiếng Hebrew đó, nó đi kèm với những cái con số. Và nếu quý vị lấy tên của vua David là DVD, ở trong tiếng Hebrew không có những cái nguyên âm A, U, O, I, không có trong tiếng Hebrew, chỉ có phụ âm mà thôi, consonant mà thôi. Cho nên là DVD thì là con số 6, xin lỗi, 4 cộng 6 cộng 4, có nghĩa là 10, 14. Ông đang muốn nhấn mạnh rằng Đức Chúa Giêsu thuộc về dòng vua David. Cho nên ông đưa 14, 14, 14 để cho người ta dễ nhớ Chúa Giêsu có một cái gia phả liên quan tới David, liên quan tới David, liên quan tới David. Rồi lý do tiếp theo mà ông làm nữa nè thưa quý vị, đó là nếu mà chúng ta để ý đó, chúng ta thấy ông cố tình sắp xếp như thế nào mà tên của vua David nằm ở cái thứ tự số 14 ở trong cái gia phả này. Ông cố tình sắp xếp để từ đời này qua đời kia, qua đời nọ qua như thế nào thì vua David nằm ngay con số 14, là trùng với tên của vua David. Tại sao Matthew cố gắng nhấn mạnh điều đó? Quý vị mở ngược lại với tôi trong sách 2 Samuel. 2 Samuel đoạn 7. Tôi tớ của Chúa, môn đồ Matthew, ông làm gì ở đây? Samuel, 2 Samuel đoạn 7 câu 10-12 trở đi tôi xin đọc như sau. Khi các ngày của ngươi đã mãn, đây là lời hứa Chúa nói với David, ngươi sẽ ngủ với các tổ phụ ngươi, đúng chưa bạn chị em? Thì ta sẽ lập dòng giống ngươi kế vị ngươi, là dòng giống do ngươi sanh ra, và ta sẽ khiến cho nước của nó bền vững. Thưa quý ông bạn chị em, đây là lời hứa Chúa phán với vua David, rằng từ vua David sẽ ra một dòng dõi mà nước của dòng dõi đó sẽ bền vững. Tôi xin hỏi quý vị, nước của người Do Thái có bền vững không? Không hề bền vững. Khoảng chừng năm 565 trước Chúa Giêsu họ đã bị đi lưu đày. Rồi sau đó tới khi năm 70 người La Mã đánh họ và họ bị tan nát, và 1500 mấy chục năm họ không hề, họ tản mát khắp nơi trên thế giới, họ đâu có phải là một quốc gia gọi là vững bền đâu. Vậy thì lời hứa này dành cho ai? Quý vị đọc tiếp. Nó sẽ xây một đền thờ cho danh ta, đây là nói tới vua Solomon, và ta sẽ khiến cho ngôi cùng nước nó vững bền đời đời. Nếu mà lấy nước của vua Salomon mà gọi là làm bền vững đời đời, ngay sau vua Salomon là đã chia làm hai rồi, đúng không thưa ông bạn chị em? Cho nên cái nghĩa này không phải là nghĩa đen, mà là từ dòng dõi David đến Salomon sẽ đi ra một cái dòng dõi đặc biệt nào đó. Đọc tiếp xuống dưới. Ta sẽ làm cha nó sẽ làm con ta. Nếu nó có phạm tội ác, tất ta sẽ sửa phạt nó bằng roi và thương vít loài người. Nhưng ta sẽ không rút ân điển của ta khỏi nó như ta đã rút khỏi Saul, là kẻ ta đã trừ diệt khỏi trước mặt ngươi. Như vậy nhà ngươi và nước ngươi được bền vững trước mặt ngươi đời đời, ngôi của ngươi sẽ được vững bền mãi mãi. Ở trong lòng của người Do Thái biết rõ là vua David đã được Chúa hứa là dòng dõi của vua David sẽ tồn tại mãi mãi.
Mà chúng ta đều thấy rõ là Salomon thất bại, những vua sau đó cũng thất bại. Thì cái lời hứa này là được ban cho đấng Messi. Và Matthew ông muốn kết luận cho người Do Thái hiểu là cái lời hứa mà một cái quốc gia được bền vững đời đời không phải là quốc gia Do Thái, mà là Đức Chúa Giêsu Christ. Và những người tin Ngài cho tới ngày Chúa tới vẫn còn những người tin Đức Chúa Giêsu Christ. Chỉ có nước của Đức Chúa Giêsu Christ mới đời đời, còn nước Do Thái không thể nào đời đời được. Chúng ta còn nhớ bức tượng của Nabucodonosor trong đoạn 2. Hòn đá không bởi tay người lập ra mới đập vào chân bức tượng, nhưng mà hòn đá đó trở thành một cái ngọn núi, một cái vương quốc vững bền đời đời đời. Như vậy quý vị thấy lời tiên tri được Đức Thánh Linh soi dẫn của hai người đều trùng với nhau ở trong chỗ này. Rồi, vậy chúng ta hiểu tại sao ông đặt cái vấn đề mà 14 quan trọng rồi phải không? Nhưng mà tôi xin hỏi ông bạn chị em, rõ ràng quý vị thấy Matthew có một cái định ý chứng minh Đức Chúa Giêsu là đấng xứng đáng làm đấng Messi, xứng đáng làm vua của loài người, xứng đáng làm vua của dân Do Thái. Nếu chúng ta đang viết một cái gia phả để tôn vinh ai đó lên, có bao giờ chúng ta muốn lôi ông chú dì bảy của cái người đó mà là cái người rất là tệ chúng ta để vào trong đó không? Nếu mà chúng ta cần phải làm sơ yếu lý lịch cho một người để lên làm tổng thống thì chúng ta phải xóa bớt những chỗ nào nó tệ tệ ra. Nhưng mà ở trong cái danh sách này, để chứng minh một Đức Chúa Giêsu làm Đức Chúa Trời, một Đức Chúa Giêsu làm Chúa của muôn loài, một Đức Chúa Giêsu làm vua của dân Do Thái, mà lại để tên của những người có một quá khứ không đẹp chút xíu nào ở trong đó. Bây giờ chúng ta dò từ trên xuống dưới và chúng ta sẽ thấy những cái tên đó. Có bao nhiêu tên? 7 tên. Ở trong cái đoạn Kinh Thánh này có 7 cái tên mà lẽ ra không được nằm ở trong đó. Tôi sẽ đi cùng với ông bạn chị em trong giờ phút này. Chúng ta cùng mở ra ông bạn chị em. Người Do Thái trọng nam khinh nữ. Nhưng mà ở trong danh sách này chúng ta sẽ thấy tên có một vài người phụ nữ trong đó. Chúng ta đọc từ trên xuống dưới. Isaac sanh Jacob, tới giờ phút này tạm thời ok phải không? Jacob sanh Judah và anh em người. Giuđa bởi ai? Thama. Thama là một cái tên mà quý vị mở ra Sáng Thế Ký đoạn 38 sẽ thấy. Sáng Thế Ký đoạn 38 nói về Thama. Thama là một người đặc biệt. Kinh Thánh đang ở trong đoạn 38 nói về ông Gia-cốp, ông khóc con của mình là Joseph, là lúc bấy giờ người ta còn đòi bắt Benjamin. Quý vị còn nhớ câu chuyện mà Jacob và Joseph bị đi qua xứ Ai Cập, Jacob ở bên đây khóc lóc mấy đứa con đi qua xin đồ ăn, quý vị nhớ. Tự nhiên Kinh Thánh dừng lại để kể về một người là Judah, là con của ông Jacob. Thì lúc bấy giờ Kinh Thánh kể rằng Judah có một nàng dâu tên là Tama. Đúng chưa? Nàng dâu tên là Tama này thọ thai sanh được một con trai đặt tên là Er. Rồi nàng thọ thai sinh được một con trai nữa đặt là Onan. Lại sanh thêm một con trai đặt tên là Sela. Vả lúc vợ sanh sản thì Giuđa ngủ ở tại Kê-xíp. Giuđa cưới cho Ê-rơ con trưởng nam một người vợ tên là Tama. Nói một cách khác, tôi xin lỗi, hồi nãy tôi nói lộn là Tama sanh ra Ê-rơ, không phải như vậy. Ê-rơ là con của Giuđa, được chưa? Thì Giuđa mới cưới dâu cho con của mình là Tama. Nhưng mà sau đó, sau khi cưới Ê-rơ thì vì Ê-rơ ăn ở độc ác trước mặt Chúa cho nên Ê-rơ qua đời. Ở trong văn hóa của người Do Thái, đặc biệt là mấy ngàn năm về trước như vậy, người phụ nữ không có kế sinh nhai. Người phụ nữ phải thuộc về một người đàn ông nào đó thì mới có thể sống được. Thì bây giờ Ê-rơ qua đời thì lẽ ra gia đình đó, theo luật của người Do Thái là tới đứa em phải lấy bà chị nếu mà nó chưa có lập gia đình để có thể chăm sóc cho bà chị. Xin lỗi quý vị. Nhưng mà khi mà đứa em được Kinh Thánh ghi lại là Giuđa biểu Onan là đứa em đó đi vào ngủ với chị dâu mình để có thể kế tự cho anh, khi đi lại gần vợ anh con kết bạn cùng nàng như em chồng đặng đối dõi dòng dõi cho anh, Onan biết rằng dòng dõi này sẽ chẳng thuộc về mình. Nên đương khi đến cùng nàng thì làm rơi rớt xuống đất. Kinh Thánh nói khéo, quý vị phải hiểu, để đừng sanh dòng dõi cho người anh mình. Nhưng điều đó không đẹp lòng Đức Giê-hô-va.
Như vậy thì người anh qua đời, người em không chịu cưới. Nhưng mà Tama yêu cầu là phải có một người đàn ông nào đó để cho bà, để có thể thuộc về dòng dõi của Giu-đa và kế tự dòng dõi. Thì lúc bấy giờ bà tới gặp Giu-đa, tức là ông gia của mình, và bà hỏi rằng là đòi hỏi cái quyền để mà kế tự. Thì Giu-đa mới nói bây giờ con, cái đứa út của ta nó còn nhỏ quá, đâu thể nào mà đưa cho con để mà làm chồng của con được, cho nên không có nhận lời của bà. Sau đó quý vị biết chuyện gì xảy ra không? Đúng, Tama mới cải trang thành một kỵ nữ, tức là người mại dâm đó, mặc đồ của một người kỵ nữ. Khi nghe Giu-đa đi tới một cái nơi đó thì Tama mới tới và gạ gẫm để mà ngủ với ông. Và Giu-đa định ngủ với bà Tama thì bà mới hỏi Giu-đa là ông sẽ cho tôi cái gì để làm tin. Sau đó thì ông nói là hình như là cho con dê, một số dê gì đó, nhưng mà làm sao tôi biết ông sẽ giữ lời hứa, cho nên đưa con dấu với lại cây gậy. Sau một thời gian bà thọ thai, bà Tama thọ thai, thì khi bà Tama thọ thai thì dân làng nói rằng thai này là thai hoang, cho nên bà phải bị ném đá. Người ta tới gặp Giu-đa hỏi rằng cái người trường hợp như vậy phải làm sao, Giu-đa nó phải ném đá. Thì lúc bấy giờ Tama mới nói rằng ông có còn nhớ cái cây gậy và cái con dấu này hay không? Chúng ta nhớ được chưa bạn chị em? Lúc sanh nở rồi đặt tên ra hai đứa con, đó là câu chuyện của người đàn bà tên là Tama. Cái tên Tama này được đặt ở trong gia phổ của Đức Chúa Giê-xu. Tama là một người như thế nào? Tama là một người tượng trưng cho một nhóm người left out. Quý vị có thấy rõ ràng bà lúc nào cũng muốn được thuộc về cái gia đình này mà cứ bị đuổi ra không? Quý vị có thấy rõ tư tưởng đó không? Bà lúc nào cũng muốn thuộc về cái dòng dõi này, muốn đi theo con đường thổ ban đầu với chồng của mình, lúc nào cũng bị đẩy ra. Thứ nhất là bà bị left out, thứ hai bà desperate, có nghĩa là bà tha thiết. Trong cuộc đời của bà rất tha thiết được với vào ở trong một cái gia đình đó, được thuộc về cái gia đình đó, mà lúc nào cũng bị ném ra ngoài. Có ai ở trong vòng những người đang nghe tôi trong cuộc đời phải trải qua những kinh nghiệm như vậy không? Có ai hay không? Thưa quý bạn cho em. Người thứ hai, Giu-đa bởi Tama sanh Phare và Sara, Phare sanh Ê-rôm, Ê-rôm sanh Aram, Aram sanh Aminadab, vân 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 vân. Sau đó quý vị xuống câu số 5, sanh Môn bởi ai? Rahab, bởi Rahab mà sanh Bô-ô. Rahab lại là một người đàn bà nữa. Mà Rahab làm nghề gì? Bà là một kỵ nữ. Mà kỵ nữ ở đâu? Không phải thành Sodom, thành Jericho. Thành Jericho cũng rất nhiều tội ác, đến nỗi Chúa nói rằng khi mới đặt chân vào miền đất hứa, việc đầu tiên cần làm là đi diệt trừ cái thành đó. Quý vị còn nhớ không? Diệt trừ, dĩ nhiên có những thành nhỏ phải đánh, nhưng mà cái thành quan trọng nhất phải diệt là thành Jericho. Và quý vị biết rằng bà là một người kỵ nữ chuyên nghiệp ở trong nơi đó. Nhưng mà khi mà các thám tử tới dò thám và nói rằng quân của Chúa sẽ đánh thành này, thì bà mới nói rằng bà sợ, bà nói hãy thương xót gia đình tôi sẽ... Rồi sau đó bà giấu hai người thám tử và bà nói dối với lại mấy tên lính. Quý vị còn nhớ, và những người thám tử nói rằng nếu mà chúng tôi thấy một sợi chỉ đỏ được cột, chúng tôi sẽ tha cho gia đình. Chúng làm sao để nhận dạng, được biết được đó là cái sợi chỉ đỏ. Sợi chỉ đỏ đó tượng trưng cho đức tin. Thưa quý bạn chị em, người đàn bà thứ hai này có một đặc tính rất quan trọng. Dĩ nhiên gian dối là một trong những cái tính của bà làm kỵ nữ ở đời. Bà yếu đuối mà. Cái người yếu đuối thường hay nói dối lắm. Họ ráng để họ vượt, tìm cách để sống trong đời. Và bây giờ đó, bà còn đại diện cho một nhóm người nữa, là nhóm người biết sợ, nhưng mà sợ một cách khôn ngoan. Bà, quý vị có để ý rằng bà cũng rất sợ người Jericho không? Nhưng mà bà sợ quân của Chúa nhiều hơn. Nếu bà làm cái hành động đó, bà có thể chết với người Jericho, bà cũng sợ chứ. Nhưng mà bà biết Chúa là mạnh hơn là quốc gia của bà, cho nên bà đặt cái sự sợ hãi của mình ở đúng chỗ.
Đây là đặc điểm thứ hai của cái người được đặt ở trong danh sách của Chúa. Tiếp theo nữa, người thứ ba. Người thứ ba, quý vị đọc xuống dưới. Câu số 7, câu số 6. Jesse, son vua David. David bởi vợ của Uri, son Solomon. Thưa quý ông bạn chị em, thứ nhất, biết về bà Bathsheba. Khi bà lấy người ngoại, bà được kể là người ngoại. Uri là người gì? Kinh Thánh nói rằng Uri ở trong 2 Samuel đoạn 11 câu 3 nói rằng Uri là người Hitti, không phải là người Israel. Đúng không bạn chị em? Tuy rằng Uri lấy vợ và trở thành tướng của vua David, nhưng mà vẫn là người ngoại, nói về gốc nguồn gốc. Nhưng mà chúng ta còn nhớ câu chuyện này rồi. Vua David tham nữ sắc, tham sắc đẹp của bà Bathsheba, gửi chồng của bà ra biên ải. Và khi cái thai càng lúc càng lớn, ông cố gắng ông dùng quyền lực để ông làm đủ thứ chuyện. Quý vị còn nhớ tôi giảng trong cái bài đoạn trường của tội lỗi. Ông làm đủ thứ chuyện. Thì lúc bấy giờ bà Bathsheba tượng trưng cho một nhóm người. Nhóm người đó là nhóm người thấp cổ, bé họng, tan vỡ. Con thì bị chết, chồng thì bị chết, thân thể mình thì bị chà đạp, mà mình không được quyền có một tiếng nói nào hết. Broken, đau khổ ở giữa cuộc đời này và đối diện với sự đau khổ, không làm được cái gì hết. Quý vị thấy cái nhóm người thứ ba, nhóm người mà được Kinh Thánh lưu tên lại không? Bà Bathsheba này đó, Kinh Thánh rất là hay. Kinh Thánh để cái chữ không để tên là Bathsheba mà lại để tên là vợ của Uri. Rõ ràng Bathsheba đã trở thành vợ của vua David sau này rồi, mà Matthew ông cố tình nhấn mạnh, nói rằng không phải vua David. Một hành động sai của vua David, làm sao vợ vua David được? Matthew viết một cách gọi là đanh thép, đây là vợ của Uri. Cố tình khẳng định đây là vợ của Uri để nhắc lại vấn đề ngày xưa. Và thứ nhất, thứ hai, để nói cho người Do Thái biết rằng đó, quý vị tự hào về vua David quá, không chịu tin Chúa Giê-xu, tự hào về dòng dõi vua David quá, coi lại xem vua David cũng là người tội lỗi giống như ai. Quý vị thấy mục đích của Matthew ghê không? Một cái ngồi viết mà khôn ngoan, không thể tưởng tượng được. Thưa quý vị, rồi đi thêm một người nữa nha, người thứ tư. Salomon sanh Roboam. Rồi chúng ta đi xuống tìm dùm tôi tên của bà Ruter. Số 5, câu số 5. Đúng rồi, Rahab sanh Bo-ô. Để tôi đi nhảy hơn một tên rồi. Bo-ô bởi Ruter sanh Obed. Thưa quý bạn cho em, Ruter là một người cũng rất đặc biệt. Ruter nổi tiếng với một câu nói là: chớ nài tôi phân rẽ mẹ, mẹ đi đâu tôi sẽ đi đó. Đức Chúa Trời của mẹ là Đức Chúa Trời của tôi, dân sự của mẹ là dân sự của tôi. Và bà nói câu này với mẹ chồng chứ không phải là mẹ ruột. Người con dâu như vậy đó, đốt đuốc đi tìm. Đúng không thưa bạn cho em? Nhưng mà tôi không phải nói cái tính tốt đó của bà. Bà cho dù là một người tốt, nhưng mà bà có một cái điểm yếu, đó là gì? Bà Ruter, mở với tôi Sáng Thế Ký đoạn 19. Bà Ruter đi ra từ một dòng dõi có một cái quá khứ không có đẹp chút nào hết á. Ruter đoạn 19 sau, xin lỗi, Sáng Thế Ký không có sách Ruter. Khi mà ra khỏi thành Sodom và Gomorrah, thiên sứ nắm tay ông Lot và gia đình cùng với vợ con dẫn ra khỏi thành Sodom Gomorrah. Vợ của Lot quay đầu lại để nhìn. Đúng không bạn chị em? Quay đầu lại để nhìn thì hóa thành tượng muối. Khi ra ngoài thì có một số người nói rằng ông đau khổ quá, cho nên ông tìm tới cái gì? Tìm tới rượu để say sưa, để cho quên đi cái nỗi khổ. Lúc bấy giờ thì hai đứa con gái của ông chuốc rượu ông, chuốc rượu ông, và rồi sau đó nói rằng chúng ta hãy phục vụ cho cha, lại đến nằm cùng với cha để lưu truyền nòi giống. Cho nên bà Ruter ra từ một dòng dõi của sự loạn luân, của hai đứa con gái chuốc rượu cha mình để nói dòng dõi. Cho nên nó có một cái gì đó nó đau lắm, nó không có tự hào mỗi khi nhắc tới cái dòng dõi của mình. Thưa quý bạn chị em, từ đó nó mới ra một cái giống dân Moab hay là Moabite, là dân Moab ở trong Kinh Thánh đó. Và ở trong Phục Truyền đoạn 23 câu số 3 nói rằng dân Amon và dân Moab không được diện kiến Đức Giê-hô-va. Quý vị thấy tưởng tượng như vậy đó. Nhưng mà tên của bà Ruter đã được Matthew để vào. Quý vị biết tại sao không?
dầu cho xuất thân của bà tệ cỡ nào, khi bà mở miệng bà nói rằng Đức Chúa Trời của mẹ bây giờ là Đức Chúa Trời của con, thì Chúa nói rằng Ê-xê-chiên đoạn 33 câu 13, nếu một người bất nghĩa, một người tội lỗi quay đầu trở lại ăn năn, Chúa không kể chuyện ngày xưa nữa. Cho nên tên của bà Ruter xứng đáng được nằm ở trong danh sách. Đây là đặc điểm tiếp theo của một người sẽ được nằm trong danh sách của Chúa, nếu họ quay đầu trở lại. Rồi, người thứ năm, bà Mary. Trong tất cả những người phụ nữ được liệt kê từ nãy đến giờ, bà Mary là người đáng kính nhất. Bà Mary không tội gì hết. Bà Mary là một người kính sợ Đức Chúa Trời. Bà nói rằng tôi là tôi tớ của Chúa. By the way, bà nói bà là tôi tớ của Chúa, còn một số tôn giáo đem bà lên làm mẹ của Đức Chúa Trời. Totally wrong, thưa quý ông bà anh chị em. Hãy để ý điều này. Bà là một người vâng phục Đức Chúa Trời. Bà nói rằng tôi là tôi tớ, người đời sẽ nói tôi là người có phước. Bà là một người lịch thiệp, người chung thủy với chồng. Bà là một người rất là đáng kính. Bằng mọi mặt bà là mẹ thuộc thể của Đức Chúa Giê-xu. Chúng ta phải tôn kính, không phải tôn thờ mà tôn kính bà, quý mến bà. Nhưng bà, quý vị biết bà đại diện cho ai không? Bà đại diện cho những người tin Chúa mà lại gặp hoạn nạn thử thách, đang trên con đường tới một cuộc hôn nhân hạnh phúc, đùng một cái mang một cái thai, mà cái thai này có thể đem cho bà bị ném đá chết. Ông Joseph được Kinh Thánh ghi là một người có nghĩa, nhưng mà bà Mary có thể bị ném đá chết nếu mà không rõ ràng trong cái chuyện này. Rồi tự nhiên đường đời rẽ ngang hết trơn hết trọi, phải chạy qua Egypto. Rồi thiên sứ đã vậy còn nói rằng sẽ có một nhát gươm đâm thấu vào tim của người. Quý vị, có ai có con mà muốn thấy con mình chết không? Bà Mary phải chịu tất cả những đau khổ đó. Bà đại diện cho những người tuy là tin Chúa, gặp đau khổ mà không hề quay đầu trở lại để trách Chúa một lời nào hết. Nãy giờ quý vị thấy những đặc tính của những người. Những người này là những người được đặt ở trong gia phủ. Nếu chúng ta có những đặc tính của họ, tên của chúng ta cũng sẽ được nằm ở trong gia đình của Chúa. Tên thứ sáu, cái tên thứ sáu ông bà anh chị em. Cái tên thứ sáu đó là tên của ông Joseph. Kinh Thánh nói rằng ông Joseph là một người có nghĩa. Ông Joseph là một người có nghĩa. Tại sao nói có nghĩa? Khi mà hai người mà kết hôn ở trong quá khứ đó, thương bạn chị em, thì họ sẽ có những cái bước, ba bước để đi qua. Bước thứ nhất là hai bên gia đình đồng ý. Bước thứ hai là họ sẽ phải có một cái lễ gọi là đám hỏi hay là đám nói gì đó, mà có gia đình, có cộng đồng làm chứng. Rồi tới bước thứ ba thì họ mới có hôn lễ. Nhưng mà từ cái bước thứ hai này tới cái bước thứ ba, họ không còn được quay đầu trở lại nữa, chỉ trừ một lý do là có một trong hai người phạm tội ngoại tình. Bây giờ khi bà Mary có thai, ông Joseph có một trong ba chọn lựa. Một trong hai chọn lựa, xin lỗi bà chị em, chọn lựa thứ nhất đó là ông có thể đi ra và nói với mọi người đó là bà là cái người tầm bậy. Phải không bà chị em? Thì bà bị ném đá, hoặc là ông phải đi ra trước gia đình hai họ để ông nói hủy cái hôn lễ, hủy cái đám nói đó, tức là hoặc là ly dị hoặc là hủy đám nói. Nhưng mà ông đã chọn phương án thứ ba là tiếp tục cưới bà với đức tin. Đôi khi chúng ta nghĩ chỉ có một trong hai, nhưng mà dưới sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh, nó đâu ra cái phương án là hãy tiến tới ở trong cái khó khăn của mình, và Chúa mở đường theo một cách khác. Như vậy chúng ta đã đi qua sáu người. Và trước khi chúng ta đến với người thứ bảy đó, thì tôi muốn bạn cho em thấy rất rõ ở trong đây những cái đặc tính từ nãy giờ quý vị thấy rồi ha. Chúng ta đã nói tới những người lúc nào cũng ước ao được thuộc vào cái gia đình, một cái gia đình đó, như bà Tama, dầu bị đuổi ra cỡ nào lúc nào cũng muốn thuộc vào đó. Những người biết sợ đúng chỗ. Chúa Giê-xu nói rằng đừng sợ những kẻ chỉ giết được thân thể, đói khổ động đất thiên tai thì chết thân thể, nếu có sợ thì sợ đấng không cứu linh hồn của mình. Đó là cái bà sợ đúng chỗ. Ra-háp dùng đức tin để sợ đúng chỗ. Thứ ba là Bát-sê-ba, thấp cổ bé họng bị điều khiển nhưng mà Đức Chúa Trời đòi công lý cho mình. Thứ tư là bà Ruter. Ruter là một người có quá khứ xấu, nhưng mà khi làm một sự quyết định đi theo Chúa, toàn bộ quá khứ coi như không kể. Thứ năm là bà Mary.
dầu là tốt bước đi trong Chúa, dầu gặp khó khăn đường đời, gặp quéo méo qua méo lại, gặp thử thách chỗ này chỗ kia. Nhiều người nói tôi người không tin Chúa nó còn suôn sẻ hơn tôi nữa. Nhưng mà người này không hề quay đầu lại và nói rằng tôi là đức, tôi tớ của Đức Chúa Trời, nguyện điều đó xảy ra cho tôi. Và ông Joseph là một người có tình, có nghĩa, đáng kính, đáng trọng, chọn để tin lời của Thánh Linh hơn là sự tức giận và cái tôi ích kỷ của chính bản thân mình. Ê-phê-sô đoạn 2, câu số 19 đến câu số 22. Cái tên cuối cùng xuất hiện ở trong cái gia phả của Đức Chúa Giê-xu. Giường ấy, nhưng mà trước khi chúng ta đọc tiếp, gia phả là gì? Gia phả là để nói lên là giữa những người ở trong cái gia phả đó có huyết thống với nhau. Họ thuộc về nhau, họ liên quan với nhau, đúng chưa ông bạn chị em? Đúng chưa? Rồi như vậy thì quý vị đọc tiếp câu 19 với tôi. Giường ấy anh em chẳng phải là người ngoại, cũng chẳng phải là kẻ ở trọ nữa, nhưng là người đồng quốc với các thánh đồ và là người nhà của Đức Chúa. Đức Chúa Trời, người nhà của Đức Chúa Trời thì thuộc về gia phả của Đức Chúa Giê-xu. Cái tên của người thứ bảy quý vị thấy chưa? Người thứ bảy đó là ai? Là quý vị và tôi. Rõ ràng chúng ta không có cái gì tốt hết, nhưng mà chính Chúa Giê-xu đã dùng ân điển của Ngài cho phép chúng ta được thuộc về người nhà của Đức Chúa Trời. Tôi kết thúc với một câu chuyện ngắn gọn vào thời kỳ Thế chiến thứ hai. Người ta đánh trận ở ngoài, người ta không biết khi nào chết. Thì có một ngày đó, một người bạn cõng một người bạn bị thương đầy máu của mình tới nhà thờ gặp mục sư. Và người đó nói với mục sư: bạn của tôi chết rồi. Chúng tôi ước ao nhà thờ cho phép, bởi vì khi anh còn sống anh là một người tin Chúa, chúng tôi ước ao nhà thờ cho phép anh được chôn ở trong khuôn viên của nhà thờ. Ông mục sư nhìn họ nói: không được. Bây giờ nhà thờ tự nhiên đem chôn một cái xác ở trong đây thì làm sao? Mục sư nói: không được. Thì họ mới nói rằng: nhưng mà bạn của tôi đó, cả đời lúc có chết cũng muốn được gần nhà thờ. Mục sư nói: thôi bây giờ chôn bên ngoài hàng rào đi, cũng gần nhà thờ lắm rồi. Chôn bên ngoài hàng rào. Thì họ chôn bên ngoài hàng rào. Nhiều năm trôi qua, chiến tranh hết, những người bạn này đi tìm xác của bạn mình để thăm viếng, đi tìm tới cái nhà thờ, để đi tìm cái hàng rào đó, để đi tìm cái mộ nó mất tiêu rồi. Họ cảm thấy một cái bối cảnh hoàn toàn khác, họ không biết tìm cái ngôi mộ đó đâu ra. Họ tới họ gặp mục sư và nói: mục sư, mục sư còn nhớ cái năm đó chúng tôi đã nói rằng bạn của chúng tôi rất ước được gần ở nhà thờ mà chúng tôi nhìn hoài không thấy cái mộ của bạn của chúng tôi. Ô, mục sư nói: không, ước nguyện của bạn anh đã được thực hiện rồi. Thì họ mới nói: ô, mục sư đào xác của bạn tôi lên chôn ở trong nhà thờ hả? Mục sư nói: không, xác đã chôn không có đào lên. Vậy mục sư làm sao? Tôi dời cái hàng rào ra chút xíu nữa. Đó là cái việc Chúa làm cho chúng ta. Con người có giới hạn của mình, không con người nào hoàn hảo, không con người nào có thể đến được hoàn hảo, không con người nào có thể nói tôi đủ tư cách để lọt vào gia đình của Đức Chúa Trời, không một người nào. Nhưng mà Chúa lại lấy cái hàng rào dời ra bao họ lại, để cho họ được nằm trong gia đình của Chúa. Chúa dùng chính thân thể của Ngài để hy sinh nhân thập tự giá. Chúa dùng chính tình yêu của Ngài để kể con người nếu biết ăn năn thành gia đình của Chúa. Đó là hành động mà Chúa làm. Như vậy Giáng sinh là chúng ta được ôm ấp và chấp nhận vào gia đình của Chúa nếu chúng ta biết ăn năn quay trở lại. Đúng không bạn chị em? Có amen không thưa bạn chị em?